Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đang xác minh với thông tin ô tô limousine không nhường đường cho xe cấp cứu tại đường Vành Đai 3 trên cao. Theo hình ảnh trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, thời điểm hơn 18 giờ ngày 2 tháng 5, tại đường Vành Đai 3 trên cao đoạn từ khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, xe cấp cứu di chuyển trong làn đường khẩn cấp, liên tục xin nhường đường. Nhưng chiếc ô tô limousine đang chạy phía trước không nhường đường, mặc dù phía bên trái đường khá thoáng. Cả quãng đường xe limousine không nhường đường cho xe cấp cứu kéo dài khoảng hơn 1 km. Xe này thậm chí còn bật đèn xi nhan để chiếm làn đường khẩn cấp, không cho ô tô cứu thương vượt lên. Đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 cho biết, cơ quan chức năng sẽ xác minh và làm việc với tài xế của xe này. Nếu có căn cứ xác định vi phạm, tài xế sẽ bị xử phạt với hai lỗi: không nhường đường cho xe ưu tiên và đi vào làn khẩn cấp. Với hai lỗi trên, nếu vi phạm, tài xế xe khách sẽ bị xử phạt số tiền 12 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng.